Thiếu Nhi Gà và Chuột Chicken and Mouse Channel. Xin chào các bạn nhỏ, các bạn có biết tên các loài động vật chưa? Chúng mình cùng nhau tập gọi tên các loài động vật nhé. Xin chào, mình là lợn con, mình rất thích ăn uống, có bạn nào cùng sở thích với mình không nào? Con, lợn. Con, chó. Bạn chó đang đi đâu mà vui thế nhỉ? Đi chơi cũng nhờ đến giờ về nhà nhé bạn chó. Con ong, bạn ong đang chuẩn bị bay đi kiếm mật hoa nhé các bạn. Con, voi. Bạn voi có đặc điểm nổi bật là chiếc vòi dài và thân hình to lớn. Một bạn voi còn nặng khoảng 120kg thì mới sinh nhé. Gấu, trúc, gấu, trúc. Các bạn thấy mình quen không nào? Chúng mình rất nổi tiếng và được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Con, rơi. Con, rơi. Bạn biết không, rơi là động vật có vú duy nhất biết bay. Chủ yếu loài rơi ăn hoa quả, chỉ có vài loài ăn thịt. Loài rơi nhỏ nhất chỉ nặng khoảng 2g. Loài rơi lớn nhất nặng khoảng 1,2kg. Rồng, nước. Rồng, nước. Con, gà. Mình là gà trống đây. Mỗi buổi sáng mình luôn dậy sớm cất tiếng gáy o o để báo thức cho mọi người đó. Con, ếch. Các bạn ếch thường sống ở những nơi ẩm ướt như ao, đầm, nước. Con, sóc. Con sóc. Bạn thấy mình không? Mình là ngựa nhé. Con, ngựa. Họ ngựa chúng mình là họ động vật có vú bao gồm ngựa, lừa, ngựa vằn. Tùy theo giống ngựa, tốc độ có thể từ 56 đến 70 km/h. Loài ngựa với sức mạnh dẻo dai và độ bền. Còn có bạn nào biết tên mình không? Mình là nhân vật chính trong câu chuyện chạy đua với thỏ đó. Và mình là người chiến thắng đó nhé. Mình là rùa. Hư, cao, cổ. Hư, cao, cổ. Nghe tên mình thì đã thấy rồi, chúng mình có cái cổ rất cao, có khi tới gần 6 mét cơ đấy. Các bạn hư thì thích ăn lá cây. Khủng long. Khủng long. Đây là khủng long tỉ rách hay còn gọi là khủng long bạo chúa. Mình có mặt trong các bộ phim hoạt hình, các bạn nhớ không? Sư tử. Sư tử. Sư tử được mệnh danh là chúa sơn lâm, chủ tể của rừng xanh. Sư tử là vua của muông thú với sức mạnh và tốc độ đáng nể. Chúng là một trong những đại miêu trong họ mèo. Tê giác. Tê giác. Con mèo. Con mèo. Chuột tối. Chuột tối. Hổ. Hổ là loài động vật có vú, thuộc họ mèo, là loài động vật biểu tượng với sức mạnh lôi cuốn và dễ nhận biết với các sọc vằn vệ. Gấu túi. Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là gấu túi koala. Chúng mình là loài thú có túi ăn thực vật sống tại Úc. Bướm. Bướm. Các bạn có thích những bạn bướm xinh đẹp đầy màu sắc này không nào? Bướm bướm thường sống gần các bụi cây nhiều hoa để hút phấn và mật hoa. Cánh bướm có màu liên tục thay đổi lấp lánh khi di chuyển. Con gì đây? Con gì mà nằm cuộn tròn trên cây thế nhỉ các bạn? Đây là con rắn. Con rắn. Con cá heo. Con cá heo. Còn đây là các bạn gì nhỉ? Nhìn có quen không nào bạn ơi? Con cừu. Con cừu. Con nai. Con nai. Một số loài động vật rồi. Hôm sau chúng mình sẽ tập đọc về các loài động vật khác nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nếu thích video này hãy like, share và đăng ký kênh của chúng mình nhé.